Con xin nguyện quy y
về cõi nước này, nguyện vãng sanh về cõi nước này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sắc thân Di Đà như núi vàng, sắc thân Di Đà như núi vàng. Tướng hảo quang minh chiếu mười phương, tướng hảo quang minh chiếu mười phương. Chỉ người niệm Phật được nhiếp họ, chỉ người niệm Phật được nhiếp họ. Nên biết bản nguyện mạnh vô cùng, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Sáu phương Như Lai hiện lưỡi chân, sáu phương Như Lai hiện lưỡi chân. Chiên xưng danh hiệu đến Tây Phương, chiên xưng danh hiệu đến Tây Phương. Đến đó hoa nở nghe diệu pháp, đến đó hoa nở nghe diệu pháp. Nguyện hành thập địa tự nhiên hành, nguyện hành thập địa tự nhiên hành. Nghĩa là vì có thân này nên khổ, là nhân của bảy loại khổ kể trên. Như trong kinh thường nói, bây giờ đã không còn, mặc dù vẫn chưa đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc, trước kia sức khỏe không tốt,
có rất nhiều bệnh kỳ quái. Niệm đến công phu thành phiến, thân thể khỏe lại, bệnh tật cũng không còn, không cần đến bác sĩ, vì không còn khổ nữa rồi. 16. Niệm câu A-di-đà Phật dễ hơn nhiều so với niệm chú Đại Bi. Nước Đại Bi rất linh, nước thánh của A-di-đà càng linh nghiệm hơn. Đó là thật, không phải giả. Linh hay không linh, lý đều ở nhất tâm. Do đó, nhất tâm không thể dị dụng cùng lúc, nghĩa là không thể sử dụng cả hai. A-di-đà, ba chữ là mật ngữ, tức là mật chú, là chú trong các loại chú. Có người hỏi, người niệm Phật có còn cần phải niệm chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú Giảng Sanh? Phải biết, A-di-đà Phật là vua của các loại chú. Niệm A-di-đà Phật thì không cần niệm những thứ chú đó nữa, vì đã bao quát trong câu chú vua này. Từ đó, có thể hiểu được, thì ra câu A-di-đà Phật là tổng tựa đề của bao nhiêu điển tích sách vở. Xem quyển 1 trang 502 của Giảng Ký. Do đó, quý vị niệm được câu danh hiệu này thì chú gì cũng đã niệm, một thứ cũng không sót. Quý vị niệm chú khác chỉ niệm được một phần để sót quá nhiều, còn niệm tổng tựa đề, tức là đề mục, thì đã niệm hết toàn bộ. 17. Chúng ta nói sửa lỗi tu thiện, sửa từ căn bản, tức là gốc rễ. Nếu nói tu hành thì tu từ căn bản, trong lòng không được phép có một ác niệm. Khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật. Gặp mọi người không có ý nghĩ thứ hai nào khác là muốn giới thiệu A-di-đà Phật cho tất cả chúng sanh, hy vọng chúng sanh yêu thích như mình mà tin tưởng thọ trì. Như vậy mới có thể báo đền ơn Phật. Kệ hồi hướng rằng: thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Phải làm thật, không phải nói ở cửa miệng là xong. Tự mình giữ gìn chánh niệm, thời thời khắc khắc đem pháp môn này giới thiệu cho người khác, đó là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Chúng ta hàng ngày niệm kệ hồi hướng thượng báo tứ trọng ân. Tứ trọng ân thứ nhất là Phật ân. Lấy gì để báo ân Phật? Phật cái gì cũng không cần. Phật kỳ vọng chúng ta đời này được giảng sanh tịnh độ, có thể phổ biến pháp môn niệm Phật, quảng bá rộng rãi cho tất cả đại chúng, thay Phật hoằng pháp, tiễn đưa một người giảng sanh, tức là tiễn một người thành Phật. Công đức của thế xuất thế gian có gì to lớn hơn việc này? Không có rồi. Quý vị độ ngàn vạn chúng sanh, giúp họ hiện giờ ly khổ được vui sướng, chi bằng độ một người thành Phật. Sau khi họ thành Phật, tương lai độ vô lượng vô biên chúng sanh. Sự to lớn của cái tốt không sao so sánh được. Hơn nữa, quý vị dạy hàng ngàn hàng vạn chúng sanh hiện tiền thoát khổ được vui, họ vẫn không thoát được luân hồi. Họ được cái tốt chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. Niệm Phật thành Phật cần thọ trì, phải giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Không thể để Phật pháp truyền đến ta thì đứt đoạn, nếu không sẽ có lỗi với chư Phật Bồ Tát, có lỗi với tổ sư nhiều đời. 18. Phật Đà đề xướng cải tạo thể chất. Chúng ta hiện giờ mới phát giác, phải cải tạo thể chất. Thật ra những phương pháp của hiện nay sử dụng không cải sửa được. Phương pháp sai, lý luận sai rồi, chỉ có thể sửa cục bộ, càng không phải là bộ phận quan trọng. Những bộ phận chủ yếu hiện nay con người vẫn chưa phát hiện,
trong Phật Pháp đã có từ lâu. Phật dạy dùng phương pháp gì để cải tạo? Dùng quán tưởng để cải sửa. Quý vị xem thầy bói tướng số trên đời này thường nói: tướng từ tâm chuyển. Chúng ta muốn cải tạo thể chất, thay đổi tướng mạo, dùng cách gì? Dùng tâm. Tâm thiện, tướng sẽ thiện. Tâm thanh tịnh, thể chất sẽ thanh tịnh. Tâm tưởng Phật thì biến thành Phật. Tâm nghĩ về Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát. Chúng ta thường quán tưởng Phật, nhìn hình tượng của Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Đó rất quan trọng. Tượng Phật đẹp, tạc tạo rất trang nghiêm. Xem xong tâm sanh hoan hỷ. Thường nhìn hình tượng này, mấy năm trôi qua không hay biết, tướng mạo của chúng ta sẽ biến thành như tướng Phật không khác. Tướng tùy tâm chuyển, đó là thật, không phải giả. Nghĩ về thân tâm thanh tịnh của Phật, vài năm sau, thân tâm của mình bất chợt cũng đã thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, trăm bệnh không sanh, trường sinh bất lão, thật có kết quả bất ngờ. Chúng ta hà tất phải đi tưởng, tức là lão, bệnh tử, những chuyện hư vọng không thật này. Tại sao không đem ý niệm ấy chuyển qua tưởng nhớ Phật? Đây mới quan trọng. Đó là cứu cánh thật sự, triệt để viên mãn, thay đổi thể chất. Tướng tốt của thế xuất thế gian không tốt bằng Phật. Quý vị muốn xem tướng tốt, sao không nhìn hình Phật? Hình Phật một tí khuyết tật cũng không tìm thấy. Muốn tạc làm hình tướng của mình, cần y theo khuôn mẫu của Phật để tạc tạo ra. Tướng tốt là quả báo của nhân duyên tốt, Tịnh Độ Tông càng tiện lợi. Chúng ta nhất tâm niệm Phật thì được rồi. Niệm Phật, tâm tức là Phật, tướng tùy tâm chuyển. Người niệm Phật được 3 năm, tướng mạo sẽ thay đổi. Nếu như quý vị ngày đêm đều niệm Phật, đều nhớ Phật, ngoài Phật ra, cái gì cũng không tưởng nhớ, lực này mạnh, biến đổi nhanh, cũng tất nhiên thay đổi được tốt. Đó thực sự biết biến đổi. Ở nhà thờ hình lớn, trong ví tiền, trong túi có thể để tấm hình nhỏ, có thể nhìn thấy mọi lúc, mọi nơi. Cách làm này là hy vọng chư vị đồng tu thời thời khát khát tưởng Phật, niệm Phật, không đi mơ tưởng cái khác. Như cái khác đều tạo lục đạo luân hồi. Đó không phải làm tiêu đi nghiệp chướng, mà là đang tạo nghiệp. Chỉ khi chúng ta tưởng nhớ Phật, niệm Phật là diệt tội. Điều này thật không giả chút nào. Chúng ta muốn có tướng mạo tốt đẹp thì có thể tu mà được. Tướng tùy tâm chuyển, tâm của quý vị tốt, tướng mạo sẽ đổi tốt. Tu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, đó là chúng ta tiếp tục nghe bài giảng khai thị của đại đạo hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không Chích Sông Kinh Vô Lượng Thọ, với chủ đề đó là người cư sĩ tại gia niệm Phật thấy hành để thành Phật. Và kính thưa đại chúng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba mùng 10 tháng 7 năm Giáp Thìn. Hôm nay là ngày thứ 47 của chủ nhật. Chủ đề thưa tới là gia chiên ràng buộc Phật lộ công việc và bổn tứ. Thế nhưng chủ đề mà trong tinh thần tràn đầy tình yêu thương và sự ấm áp của một đại gia đình. Chủ đề
đệ đã sắp xếp công việc cùng thời gian ghi báo vân tập về trường xứ nơi đây, nguyện đem thời pháp công phu niệm Phật A Di Đà để hồi hướng nhân từ ác tâm nhất ác mẫu của đại hoàng tạng, đó là hương linh đầu kim thanh. Tuổi thọ 71 tuổi, mất ngày 4/7 năm Giáp Thìn. Thì đây là một điều vô cùng hạnh phúc và phước báo cho hương linh nói riêng, và là điều hạnh phúc phước báo cho gia đình của đại hoàng tạng nói chung. Thì đại tỏ lòng biết ơn và tri ân thì gia đình của hoàng tạng là hiện diện có mặt nơi đây là vợ chồng là cũng có phát tâm nhờ đầu bếp làm một ít món ăn chay để tỏ lòng thành kính cho lên cúng dường cho buổi tiệc Phật hồi hương hôm nay. Vì thế sau khi hồi hương xong, xin cùng hành trình chúng ta sẽ quan hỷ giữ chút thời gian quý báu ở lại dùng tiểu thực cùng gia đình của đại hoàng tạng, và để tỏ lòng biết ơn và tri ân một lần nữa, xin chúc chúng đại chúng dùng thật ngon và luôn luôn sống trong tình yêu thương và sự hòa hợp, luôn đoàn kết và trợ giúp chính nhau cùng nhau tiến tu trên con đường giải thoát, giải thoát và sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chúng ta đồng hồi hướng nguyện đem tâm đức ca này ở phương Tây hay nhau.
trong một tiệm